gà này đó. Và món này thì đầu tiên là bây giờ các bạn sẽ ướp trước và bị bắt đầu cái độ thấm của nấm đùi gà, cho nên các bạn sẽ lấy nấm đùi gà chúng ta vừa tập vừa để táo chúng ta cắt đôi theo chiều rộng, rồi chúng ta sẽ cho nửa muỗng canh dầu nào dây, rồi sau đó cho thêm 3 muỗng canh nước tương. Các bạn lấy 3 muỗng canh nước tương, nửa muỗng cà phê bột ngọt, rồi tiếp tục chúng ta sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê mật ong. Rồi bây giờ ta tiếp tục là 1 muỗng cà phê tiêu sọ để, 1 muỗng cà phê bột phủ vị hương. Quậy đều lên xong rồi các bạn sẽ tưới đều vô trong cái nấm đùi gà. Các bạn lấy ra chúng ta chẻ đôi, rồi chúng ta sẽ cắt cái phần cà rốt ra. Cà rốt các bạn chỉ hoa, rồi các bạn cắt cắt mỏng. Xong rồi các bạn đặt một cái nồi nước sôi lên bếp, chúng ta cho nước muối và chúng ta chần sơ cái cải này. Cái đó đem ra xả nước cho sạch, xả nước cho nó xanh cái phần cải. Thank you.